Mình xin chào tất cả các bạn. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường tiếp tục để đi túc ít đồng nữa nha các bạn. Thì mình túc ít đồng đây bằng 12 cân ngục. Cái khu vực này á thì hồi đó giờ mình chưa chiến lần nào nha các bạn. Thì đêm nay mình chiến cái địa điểm này là địa điểm mới đó. Thì mình cũng vừa ra tới đây, mình cũng trang ra hết xong nha các bạn. Mình cũng vừa đặt đây cái, thì để mình chở máy lại mình quay cái này, cái 12 cân ngục này để chia sẻ với các bạn là cách mình đặt ha. Nói chung cái khu này á, thì tầm khoảng 10 công đất nha các bạn. Thì cái địa điểm này địa điểm mới, mình không biết có đồng nghiệp nào đánh rồi chưa. Thì cũng hên xui đi, mình sẽ đem tập trung hết là 8 cái 12 cân ngục của mình với 3 cái lo, tối đêm nay mình sẽ chiến cái khu này. Thì khu này giờ này ông chủ vuông đang cho nước vô, nói chung là nước chưa có được nhiều nha các bạn. Nhưng mình đón tối đêm nay chủ vuông cho nước vô, nước vô tối, tới tối là nó tầm lên cỡ khoảng này nha các bạn. Thì mình đặt đây á, mình chọn cái điểm này là ngay cái ngã ba nha các bạn. Cái ngã ba mình đón tối đêm nay là mấy con ếch tự bên mấy cái giường cặp bên với mấy khu vực giường tùm bên đây nè, nó sẽ qua bên đây nó kiếm điểm nó bắt cặp á, nó đẻ. Thì mình đón mình chặn ngang đây các bạn. Tối đêm nay mình sẽ gắn đây cái lo, còn giờ này còn sớm nên mình chưa gắn nè, tầm cả 7 giờ mình mới gắn lo. Tối đêm nay hy vọng nước lên cỡ tới mí của cái 12 cân ngục này là ngon lắm bạn, mà chủ vuông đang cho vô. Phải bữa nay mà có được cơn mưa nữa thì ngon lắm các bạn. Túc ít đồng rồi mà chúng mấy bữa có mưa thì im lắm. Thì cũng hên xui, vuông này là địa điểm mới mình đó, lần đầu tiên mình qua mình test ở đây đó. Rồi bây giờ thì mình cũng tranh thủ đi đặt nha các bạn. Nói chung là đêm nay mình đánh khu vực này 8 cái 12 cân ngục và 3 cái lo đó. Mình tranh thủ đi đặt, khi sáng mai mình đi thăm á, nếu có dính mình sẽ quay chia sẻ tiếp. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng nha. Sáng hôm nay thì mình cũng lên đường sớm để đi thăm mấy cái 12 cái ngục mình túc ếch thời điểm hôm nha các bạn. Do cái điểm này xa nhà mình á, nên mình tranh thủ đi thăm sớm nha các bạn. Giờ này cũng mới 4 giờ 10 phút nha các bạn. Mình vừa ra tới điểm. Bạn thấy ếch kêu không? Đây là cái 12 cái ngục mình túc rồi tìm hôm nha các bạn. Đầu này nó không dính. Đầu này có dính nha bạn. Nhảy tung tăng. Thôi rồi mấy ngớt nhảy lết xịn nha. Khu này nói chung chủ vuông cho nước vô cũng hơi ít, nên là nó vừa tới mấy lý mình nha bạn. Nước này phải vô chút nữa mới ngon. Này các bạn thấy, nhìn thấy đắt chân. Mấy bữa mà nước ít ít nè bạn, mà có trời mưa ha, nó chạy hiệu quả hơn. Còn bữa nay là trời không có mưa. Bạn này thấy mình cũng thấy chạy được mấy con nhỉ, tung tăng tăng nè. Hầu như ngắt cá bự ngồi nè bạn. Bành cây nè. Đầu này chạy được 3 con. Đây là hành trang mình đây nha bạn. Thông thường là mình đặt mấy cái điểm nào mà nói chung an ninh đó bạn, thì mình để tới sáng. Còn mấy điểm này xa nhà mình, hồi đó giờ mình chưa đánh lần nào, mình cũng biết sao cho nên mình đi thăm sớm hơn dự kiến. Cá bự hết biết rồi. Cái này chạy con đầu mà, chạy đầu này được 3 con. Còn con này cứ nhảy thọt thọt rồi. Con tay lắc không được. Được 3 con đây nha các bạn. Con ếch cái bự, ếch cái gần 300 g, hai con ếch bự. Rồi giờ để mình đi tới cái tiếp theo. Cái đầu tiên thì chạy được có 3 con nha các bạn. Con cái 2 ếch bự. Này nước ít quá bạn, nước vô bạn thấy. Thấy còn thấy đắt hết. Này phải có đám mưa im quá. Cái này cái thứ hai của mình.
Cái này cũng có dính nữa bạn. Đó một con. Nhảy đây một con luôn. Cái này chạy được hai con. Cái này đầu này chạy hai con. Để mình lại đầu đẳng thử rồi. Đây cái lo mình đây. Cái lo mình đó, máy lo này mình chỉnh đó bạn, tùy theo tốc độ nữa bạn. Ví dụ như mình muốn để tới sáng hay mình đi thăm đó, thì mình chỉnh cái ga tiếng nhỏ một chút thì tới sáng nó vừa hết. Còn nếu mình muốn chỉnh nó lớn đó, thì nó sẽ hết tầm khoảng mấy giờ là ăn thua mình chỉnh nữa bạn. Cái lo mình thì tầm nếu bắt nhỏ nhỏ thì để được tới sáng. Còn cái này hồi tối mình xiết đường sáng mình đi thăm sớm đó, nên mở hơi lớn. Rồi mình canh mực nước lên tới đây mà lên không nổi tới đây nữa bạn, khu gan. Đầu này cũng dính được mấy con nha. Hồi đầu này có con ếch cái cũng cầm kỳ nữa. Ếch cái này. Đầu này chạy được 3 con nữa. Con ếch cái 3 ếch đực. Nói chung giờ này á bạn, mình để lại ếch vẫn còn chạy nha. Giờ này là ếch nó cũng còn bắt cặp á. Do cái điểm này xa nhà mình, hồi đó giờ mình chưa đánh lần nào nên mình không biết làm sao với chủ vuông, không có ngủ giữ vuông. Còn nhầm chỗ chủ vuông ngủ giữ vuông, mình nhờ chủ vuông coi chừng giùm thì mình để tới sáng. Khu này không, chủ vuông không có ngủ giữ nên mình thăm sớm thôi. Mình quay có tối bằng thông cảm thôi. Hết khu này cũng đẹp đẹp thôi nữa. Cái ếch địch thì cũng còn chậm. Ba con nữa bạn. Ít cái thì cũng bự nhưng không quá khủng. Hai con ít đực. Rồi, để mình bỏ vô rồi mình lại cái đầu đẳng nha bạn. Đầu đẳng mình khỏi quay. Khỏi quay bắt gai nha bạn. Đầu đẳng được hai con ít đực không. Rồi mình đi tới cái tiếp theo. Mình đi, giờ này còn sớm nhái còn hội kêu. Gần chứ. Mình cũng đặt một cái nhảy cũng hơi đục đục nước. Ồ, gì mà con một con ít đực quá buồn không. Để lại đầu này thử. Được con một bằng. Đồng này thì được con ít cái. Để mình mở ra mở dây bắt. Cái này chạy được hai con, có hai cái nãy chạy được 6 con thì bữa nay mình đi thăm tới 8 cái luôn nha bạn. Vuông này do nước ít quá, hết không chịu xuống rồi. Ít cái nha bạn, ít cái cũng chậm, ít cái tầm 100 mấy 200 gram cũng được. Lo mình đặt đây. Rồi, để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Hy vọng mấy cái sắp tới nó sẽ dính nhiều. Con này ít đực cũng chậm. Mưa này ít đều đều nha bạn. Ít cũng đẹp ít. Nãy giờ mình thăm 3 cái. Chưa có cái nào chạy dồn nữa mà. Chạy nói chung lai gai. Cái này là cái thứ tư. Cái này nhảy sổm sổm. Ít đực cũng bự nha. Ồ, cái này dính nhiều nữa bạn. Ít cái ít đực.
còn hết cái này, này. Cái bành kỳ. Cái này dính được hai cặp nha bạn. Vô bắt cặp con nào ngấy bành bành luôn bạn. Cái bự hết đít. Cái này dính 4 con, hai con hết cái, hai con hết địch. Đánh coi cái đầu này có dính không. Đầu này chất quốc, đầu này dính mấy nhái con cua rồi. Và cái 12 cái ngực này của mình dính được 4 con nữa. Hai con ếch cái. Hai con ếch cái với hai con ếch đực. Cái yêu cầu nó dính vài con gì cũng ngon mà. Tại mình đặt bữa nay tới 8 cái rồi. Ếch mà được dính ếch cái trọng trọng nó mau vô ký. Cái là con từ 200-300 gram, 300-400 gram. Cặp 4 ếch này bự không à. Ngày mình cầm cũng không giáp tay. Hai con ếch đực cũng bự nữa. Hai con đực nằm đó kìa. Bằng đi mình quay có tối tối bạn không cảm ha. Tại cái mương này mình để tới sáng ha, thì cái đường xa nhà mình. Chứ còn phần nữa là do điểm mới á, không có ngủ dữ thì mình không biết làm sao nên mình đi thăm hơi sớm thôi. Cặp ếch cái này bự nha bạn, cặp ếch cái này 700-800 gram. Mấy con ếch này chưa đẻ nữa bạn, bụng còn chì thì nè. Con trên thì có đẻ rồi, bụng hơi xẹp hơn con dưới nè, con dưới bụng chì thì. Cặp ếch này cầm không giáp tay. Rồi để mình bỏ vô mình bắt hai con đó ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Cái đằng trước này là cái thứ 5 có dính nha bạn, nghĩ xói xói kìa. Hồi cái cá bự bạn, cái bành kỳ. Cái này chạy hai ếch cái không ơi, hai ếch cái mẹ thịnh nhảy muốn nổi, con nào nó cầm cầm nhảy muốn nổi đó không bạn. Bạn kỳ cặp ếch cái hết biết không. Để mình lại đồ đắng thử coi. Thôi đầu này gì mà không dính luôn ơi. Đầu này im kia. Đầu này không dính. Cái này dính có hai con, hai ếch cái. Khu này gần như mình đón bộ nước ít. Ếch nó không chịu xuống gì vậy. Cái đúng ra như cái vuông này đó thì mình chưa đánh, đánh là dính hổng, dính mạnh luôn. Này dính cũng được chứ không có đổi tệ mà cũng không quá chứ, không quá không quá quá chúng mà mánh dữ. Chứ nãy giờ cũng được nhiêu các bạn, cũng khá đó bạn. Mà chưa hết nha các bạn. Chưa hết 12 cái ngục nữa đó. Hai con, con thấy bự đã nè. Cặp luôn. Mình đó giờ đi săn bắt thông thường quay ban ngày thôi, bữa nay mình quay ban đêm có gì sơ sót mất các bạn không cảm nhận ha. Đi chuyến mấy cái điểm mà ở xa nhà mà thì nó cũng vậy đó, đó là mình phải thức đi sớm, một là về đoạn đường nó hơi xa, hoàng xa thì nó không xa hung mà do mình không có biết là như đó giờ ở đây an ninh sao nên mình cũng lo nên mình đi thăm hơi sớm hơn dự kiến. Ếch này cầm không giáp tay, cặp này bự hơn cặp nãy nữa, cặp này tầm 800 gram nữa, còn cỡ tầm 400 gram.
quá khứ. Con dí chắc không được 400 gram, con dí chừng 350 gram. Còn con trên, con trên này 400 gram, hơn 400 gram, chừng 400 gram một cặp. Cái này chạy được có hai con mà do được hai con ít cái quá đã con. Rồi giờ để mình bỏ vô đi thăm mấy cái tiếp theo. Cái đằng trước này là cái thứ 6 của mình. Cái này sẽ thêm ghe. Cái này dính nhái không mình. Nhái không. Cái này quá bụi không. Đằng này có dính, giờ này nó ôm cặp nữa đâu bạn. Giờ này mà còn ôm cặp nữa kìa. Rồi buông ra bạn. Nên cặp nó nhảy, cặp mình buông ra. Con này được mấy con ít cái bạn ơi. Trứng nó đẻ nó đóng nè bạn ha, một lớp này. Lớp dưới này. Mình đón cái đám ếch này nó xuống. Nó xuống chắc sáng nè bạn, nó xuống tầm khoảng 12 giờ 1 giờ vậy. Bởi nó đẻ chưa được nhiều, cái bụng còn nó nóc á. Mất biết cái cái rồi bạn ơi. Cái này đâu được hai cặp nha bạn, hai cặp 4 con nữa đó. Khu này ếch đẹp đẹp không, ếch đực cũng chậm chậm, không quá khủng mà nó đều đều ếch, còn ếch cái thì chậm chậm. Chạy ếch cái nhị mau vô ký đó mà. Cặp này tầm 700 gram nữa nha các bạn, 700 hơn 700 gram chừng. Quá phơi. Còn trong đó thì em ít địch, hai em ít địch. Hai em ít địch cũng chậm quá, hai con nó còn có 100 ngoài gram ít địch. Còn đây là cặp này, cặp ít cái nè. Quá đã. Ngon lành nha các bạn. Thì cái này là cái thứ 6 rồi. Nãy giờ cái nào cũng có chạy, chạy ít hay chạy nhiều hơn các bạn chứ chứ không có cái nào không chạy chứ. Rồi có chạy rồi thấy vui nha các bạn. Cá nào cũng vậy chứ, cá nào hai ba con, bốn năm con, ba bốn con rồi vậy chứ. Nó màu vô ký lắm. Chúng mấy đám ếch mà đẹp đẹp gì nữa, ít cá bự gì nữa bạn. Ếch này nó muốn dạng hàng khủng rồi đó bạn. Ít cá mà tầm 300-400 gram, nửa ký đều là khủng rồi đó. Mà nãy giờ thì tầm 300 gram, 400 gram rồi chứ chưa có con nào nửa ký. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cá tiếp theo bạn. Mình bắt hai con này ra luôn. Cái này là cái thứ 7. Mình xách thay cũng hơi nặng vỏ đó. Nhái, cặp nhái bắt cặp. Còn này vẫn không dính bạn ơi. Mày dính nhái không mà. Đầu này nhảy sộn sộn luôn. Cái thì nhảy quá. Cái nha bạn, cái bành kỳ. Nhảy đục nước chưa. Này con này ít đực. Con này ít cái. Rồi, cái này chạy được một cặp bạn ơi. Con cái còn đực. Trứng nó đẻ cũng một về nè. Khu này ít cái bự bự không các bạn. Còn ít cái bự không. Thằng quýt. Hết biết ít cái. Cái bệnh kỳ bạn, cái từ 400 gram. Đực cũng bự nha bạn. Cặp ếch đẹp. Cái
Khu này nói chung nước nó rất là ít bạn ơi, nước mình cho vô chỉ có chanh chép gì. Khu này mà nước cho vô mạnh mạnh chút nữa im lắm. Thì khu này á, nếu chiều nay mà có mưa là trúng nha các bạn. Và mai chứ, và mai mà có mưa là sáng nay, ngày hôm nay bà có mưa là trúng nha. Mình đi thăm giờ này thì cũng tầm 4 giờ mấy thôi. Nãy mình ra tới điểm là 4 giờ. Thăm nãy giờ cũng còn một cái nữa hết. Giờ này là 4 giờ 50 nha các bạn, còn chút nữa 50 rồi. Rồi, còn cái cuối cùng để mình đi tới cái cuối cùng thôi nha các bạn. Cái này là cái cuối cùng. Rồi cá này chạy con cua các bạn. Không chạy ếch à. Anh lại động đây thử coi. Im ghé. Rồi dính được con ếch vàng, ếch đực. Con ếch đực một mà. Thì chậm là chiều nay mưa các bạn, nếu chiều nay mưa mình chiến lại khu này một cái cho tịch kìa. Cái khu này mình đón còn ếch nè. Xuống không mạnh hung. Cũng được chứ đến nỗi thắt nha các bạn, nói chung cũng trúng đó. Mà theo chạy tốc độ này là chưa có hết cái bầy ếch này. Ếch đực nha các bạn, ếch đực cũng chậm. Cũng đẹp ếch. Rồi, bây giờ thì mình cũng gần 5 giờ nha các bạn, mình sẽ thả về. Khi nào mình về tới nhà trời sáng sáng á, mình sẽ quay cái thành quả bạn xem ha. Thì các bạn cũng thông cảm gì mình ha, tại cái khu này nó hơi xa nhà mình, thì nói xa nó cũng không quá xa các bạn, nó cũng vài cây số à. Do cái khu này á, hồi đó giờ mình chưa có đặt lần nào, nên mình cũng không biết đó là an ninh đây sao á. Thì khi mình đặt mình để tới sáng á, mình cũng sợ nó bị hao nha các bạn, nó như bị, nói chung là mình sợ mắt đó. Cho nên thì mình đi thuê hơi sớm hơn dự kiến. Mình thăm hơi sớm dự kiến khi mình quay video bằng vào ban đêm đó các bạn, thì nó cũng hơi tối, mong các bạn thông cảm ha. Thì nói chung cũng được một túi mà mình không biết được mấy ký nào bạn, cũng trúng đó bạn ơi, chứ không thắt, trúng. Mấy cái lo đầu mình rút về thì chiều nay á mình sẽ qua mình chiến lại ở đây đêm nữa. Thì mình cũng để mấy cái 12 cân mực đây các bạn, mình chỉ lấy mấy cái lo về với bắt ếch về thôi. Rồi bây giờ thì mình thả về. Xe mình thì đậu gần đó nha bạn, xe mình đậu gần đó đó. Bây giờ mình lên xe là thả về đó. Mình cũng về tới trại mình nha bạn. Nói chung mình về hồi sáng tới giờ lắm bạn. Về lúc 5 giờ mấy gần 6 giờ. Mà vô quê mình cái đợt phát thanh lớn quá đó, nên mình chưa tổng kết được. Thì số ếch mình để đây các bạn ơi. Giờ mình sẽ căn tổng kết thành quả chiên lợi phẩm hồi đêm hôm nha bạn. Thì hồi tối trong quá trình mình đi thăm á, tại vì cái đoạn đường nó hơi xa xa nhà mình với cái điểm mới mình không biết sao, cho nên mình đi thăm hơi sớm á các bạn. Thì mình lỡ quay buổi tối á, nó có khó xem, các bạn cũng xem thông cảm như mình ha. Tại quay giấc tối thì nó không có rõ ràng như ban ngày được nha các bạn, nó không có độ sáng như ban ngày. Thì đêm trước mình cũng đánh vuông này nữa bạn, đánh vuông trong chú mình vuông này nè. Giờ vuông này chú mình thả bột rồi nè. Còn cái số ếch này là số ếch hồi tối đây bạn. Cái đám ếch này hồi tối nha các bạn, là mình đón nước nó ít, nó xuống giác gần sáng nha các bạn, cho nên những con ếch cái nó chưa có đẻ được bao nhiêu. Mình đem về đây mà nó bắt cặp ở trong cái buổi sáng sớm đó, mình nghe ụt ụt nó bắt cặp ở trong cái túi luôn bạn. Trứng nó đẻ xuống dưới đây nè, bạn thấy nè. Trứng hết biết hả? Nó mà dính sớm là nó đẻ ở trong cái 12 con nhục mình nhiều rồi đó bạn, mà do nó dính trễ đó cho nên nó mình bỏ vô túi đó, về đây nè, về đây nó mới chịu đẻ nè. Đẻ trong thao nhóc trơn nè. Nói chung là thành quả cũng ngon lành nha bạn. Đẻ cái túi mình dính một về vậy nè. Khu đó điểm mới nha bạn, trúng mánh. Ếch cành cành không bạn, ếch bự nhiều. Ếch cái nhiều hồi tối dính này được số ếch cái. Nói chung đặt này 12 cái ngục nữa bạn, mà dính ếch cái nhiều á, nó mới mau vô ký nha bạn. Còn ếch đực gì chứ nó không nặng nhiều. Trứng hết biết trứng rồi. Đó, có nhiều anh em á, xem kênh mình mới vô nhiều khi không biết á, nói mình bộ ếch á, ếch nuôi sâu mà cái gì dính nhiều dữ vậy. Có mấy cái bình luận của mấy cái video trước bạn. Mình ở đây á, săn bắt là nói chung chân thật lắm, tại vì mình đây mình bắt để kiếm sống nha bạn. Còn nói về YouTube á, thì mình làm chỉ vì đam mê thôi. Chứ còn sự thật tiền YouTube mình lãnh không được nhiều hết bạn. Một cái video mình đăng lên đâu có được nhiêu tiền.
Còn mình kiếm sống là nhờ từ những con này nữa bạn. Nói chung là mình mưu sinh nghề túc ít đồng ở miền Tây nha bạn. Ngon lạnh bạn ơi, điểm mới nói chung ít bự ít cái còn bự bự không nha bạn, còn cạnh cạnh như không nè. Quá khứ rồi. Túi ếch này cũng trúng mánh chứ không khắc nha bạn. Cái luồng đó nếu như mà có trời mưa cái là mình bảo đảm đêm nay có khả năng nó chạy mạnh hơn nữa đó, còn trời không mưa có khả năng nó chạy không được mạnh nha bạn. Đám ếch đó sao mình thấy nó hơi như làm như nó như ít nước, nó không chịu xuống cái gì. Đám ếch này nè bạn. Để mình căng thử coi được nhiêu. Gần 5 kg nha bạn. Như 4 kg 9 đi, 4 kg 9 trừ 200 g luôn nha bạn. Tại nó có đẻ số trứng nó dính vô cái túi mình đó nên là nó tầm cỡ khoảng 4 kg 7 nha bạn. Ngon lạnh bạn ơi, nói chung là một đêm được 4 kg mấy gì là cũng kiếm sống được nha bạn. Nói chung ếch chậm chậm. Ếch này là dạng thuộc như là hàng khủng rồi đó bạn. Còn bự 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 thôi. Ếch cái còn bành bành không. Thấy hem. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.